Bản tin sáng 14 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh tại Khánh Hòa, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 2.717. Hiện đã có trên 60.000 người Việt Nam tiêm vaccine COVID-19. Thông tin các ca mắc mới như sau. Bệnh nhân 2.715, bệnh nhân nam, 45 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 11 tháng 4, bệnh nhân từ Đức nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN30 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa. Bệnh nhân 2.716, bệnh nhân nam, 57 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân 2.717, bệnh nhân nữ, 52 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ngày 11 tháng 4, các bệnh nhân trên từ Cộng hòa Séc quá cảnh Đức nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN30 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 4, cả hai bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại phòng khám Ninh Sim, Khánh Hòa. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 38.743. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 517, cách ly tập trung tại cơ sở khác 22.945, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 15.281. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.445 bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện có 52 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần, gồm 16 ca âm tính lần 1, số ca âm tính lần 2 là 18 ca, số ca âm tính lần 3 là 18 ca. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 trường hợp và Quảng Trị 1 trường hợp.